Rồi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ happyphotoshop.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop. Chúng ta cắt ghép hình, và ở đây cái ví dụ của mình là hình cưới ha. Mình thay cái phông nền. Và cái ý chính của mình ở đây là làm sao để chúng ta sau khi cắt ghép được rồi, tạo vùng chọn, cắt ghép các thứ rồi, ta đưa sang một cái nền mới và ta chỉnh màu lại thế nào để cho hai cái đấy nó hòa hợp với nhau, nhìn cho nó tự nhiên. Rồi, ở đây thì mình có cái stop, hai cái stop này, hai stop này ha. Đây là phần người và đây là cái cảnh mình sẽ ghép vào. Các bạn có thể thấy ở đây cái cảnh nó tương đối nó sáng, trong khi đó thì cái người nó tối và màu nó cũng tương đối nó khác nhau. Rồi, làm cách nào để chúng ta tách nền ra và chúng ta chuyển sang bên này nhìn sao cho nó tự nhiên nhất. Bên cạnh đấy mình cũng muốn nói lại một chút xíu, tại vì ở trong nguyên cái bộ mà nền á thì mình có những cái nền mà mình cảm thấy là có thể là bạn chụp bạn không để ý hay là thế nào đó. Tuy nhiên là tất nhiên là hoan nghênh cái công tác là chụp hình chia sẻ cho anh em. Tuy nhiên là ví dụ như là những cái hình này đi, hình này thì có vẻ nó hơi kén, kén hình chúng ta ghép vô, tại vì các bạn có thể thấy là cái góc này tương đối cao và chúng ta có thể thấy những cái bông hoa này nó nằm ở phía gần ống kính quá, cho nên là nếu như chúng ta ghép vào để cho nó nhìn tỷ lệ đúng thì có thể là mặt chỗ rể sẽ phải bị lấp với những cái bông hoa này, cho nên là có thể nó sẽ hơi kỳ cục. Cho nên là đây chỉ phù hợp với những cái ảnh mà chụp xa thì dùng được thôi, còn ví dụ như là hình hình như thế này là bó tay đó, cho nên là đây mình cảm thấy cái hình này là ok nhất để mình sử dụng. Các bạn có thể thấy là đây là hướng chụp ngang nha, thì đây cũng là chụp ngang. Các bạn đừng nghĩ là mình đang nói nhảm, thực ra là cái này nó rất là quan trọng cho cái việc chúng ta ghép hình nhìn cho tự nhiên hay không. Cái hình nền và cái hình người thì nó phải cùng một cái góc nhìn thì nó sẽ thật hơn. Cho nên là cái nền này là fail, không dùng được cho cái hình này. Tất nhiên là không dùng được cho hình này thôi ha. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp bắt đầu với cái việc là tách nền ra. Ở đây thì da mình đây mình đã xử lý sơ qua rồi. Rồi, đầu tiên ha, tách nền. Mình sẽ sử dụng cái Quick Selection Tool, phóng to lên chút xíu, bắt đầu chọn. Lưu ý nhỏ nhỏ là cái tút này á, thì nó cũng dạng như là một cái tút nâng cao, cho nên là nếu như các bạn nào chưa có thực sự rành về cơ bản á, sử dụng những cái tool này nọ đồ thì các bạn sẽ phải có thể là sẽ phải tốn khá khá thời gian để mà mò theo. Tất nhiên là cũng ổn thôi, không có vấn đề gì đâu. Chúng ta cố gắng thì sau này cũng được thôi. Tại vì hồi mà bắt đầu mình học Photoshop cơ bản á, nói chung là bắt đầu thì mình cũng học toàn theo những cái tool trên mạng, và bây giờ mình nghĩ lại á, thì những cái tool đó toàn là tool nâng cao cả, chứ chả có cái tool nào gọi là cái tool cơ bản. Đây mình sẽ bỏ bớt cái vùng chọn phía trong. Ok, cái cách chọn vùng này thì nó cũng tương đối là đơn giản và nó khá là cơ bản. Mình có rất là nhiều cái tool mà mình nói tới cái việc là sử dụng Quick Selection, rồi sử dụng cái Refine Edge này chúng ta làm lại. Thì đây mình muốn thực hiện lại cho nó đầy đủ thôi. Thì có thể là các bạn nào mới thì các bạn có thể coi lại những cái tool cũ của mình. Có thể vào cái channel của mình và search là tách nền hay là thế nào đó thì nó sẽ ra thôi. Là khá nhiều. Ở đây cái đuôi áo này nhìn nó hơi tục tục kỳ thế nào, cho nên là mình bỏ thế, bỏ đi luôn đi. Ok, tạm thời thế. Đây mình sẽ cộng thêm phần tay vô, trừ bớt phần này ra cho nó đỡ gầy góc. Các bạn có thể thấy là đang hơi thụt lên thôi. Nó hơi kỳ kỳ hay thế. Đây mình sẽ chọn lại cái vùng này. Đây mình sẽ cho nó bỏ góc lại chút xíu. Tùy các bạn dùng cái công cụ nào cũng được, miễn sao các bạn cảm thấy nó quen tay. Ví dụ ở đây mình sử dụng công cụ lasso tool, polygonal lasso tool, tức là những cái đường thẳng đó. Thì mình chọn vùng, mình cảm thấy cũng khá là ổn. Những cái vùng linh tinh này các bạn không cần phải lo ha, có Refine Edge nó lo, mình không cần phải lo những cái vùng đấy. Rồi, ok. Có thể đây mình sẽ bỏ luôn cái vùng này đi. Rồi, sau khi
Ok rồi thì mình sẽ chọn lại đây và chọn Refine Edge. À, vùng tóc nè, tách nó ra. À, bôi những cái vùng tóc mà mình lấy lại những cái vùng này. À, những cái thông số này mình cảm thấy đang là khá là ổn đấy ha. Có thể bắt chước lại mình đây để giữ nguyên thôi. Không cần phải cầu kỳ gì cho nó phức tạp ra. Phần tóc này các bạn có nhớ cái tách không? Trước mình có hướng dẫn các bạn cách tách á. Thì lát nữa mình sẽ làm lại với lại cái này thì nó sẽ ổn hơn. Bởi vì áp dụng được trong cái hình này các bạn có thể thấy là cái hình nền nó tương đối nó sáng. Cho nên là dùng cái cách đó là ổn. Các bạn đang nếu các bạn nào đang là thắc mắc cái cách đó là cái cách gì á thì vào lại cái tutorial của mình ha, gọi là tách nền tóc thì nó sẽ ra. Có thể đây là mình sẽ phải sử dụng cái công cụ lát nữa mình sẽ chọn thêm không sao, hoặc là để với luôn cũng được, đỡ xuề xòa ha. Ok, tạm thời mình để vậy đi. Các bạn nào khó tính hơn thì các bạn có thể chỉnh lại sao cho nó vừa ý. Còn như mình ở đây là khá là ổn rồi. À, mình sẽ chỉnh lại trong cái khu vực này tí. Oh fuck. Ctrl Z, đảo màu lại. Hardness. Phần tóc tại cho nó đẹp tí. Ok. Thế thôi. À, tách này xong rồi. Đây có thể sử dụng cái công cụ brush mình lấy lại một chút xíu ở những cái khu vực cũ. À, những cái vùng này. Ở đây là hiện ra khu vực cũ rồi, cho nên là bỏ luôn đi. Tại cái váy này nó cũng tương đối hơi là củ chuối. Ý mình là cái màu này nó hơi khó xử lý chứ không phải là cái chê chê cái váy là gì đâu nha. Cho nên là bạn nào đang kinh doanh váy lại chửi mẹ thằng quỷ này biết méo gì đâu mà. Ok được rồi, à, tạm thời mình tách ra thế. Đây mình sẽ click đây và kéo di chuyển thằng này qua cái nền chúng ta ha. Đó, tạm thời là ổn. Thế đây là mình sẽ phóng to ra một chút xíu để cho cái hình người này. Đây, có thể là như thế này đi. Rồi, Enter. Ở đây mình thấy hình như là cái viền ở đây đang là có vấn đề. Đúng rồi, nó còn dư lại một chút cái viền. Nhớ để ý những cái khu vực đấy ha. Ở đây mình sẽ sử dụng cái brush màu đen rồi mình bôi bớt những cái viền này đi. Khu vực này cũng còn nữa. Rồi. Ok. À, để coi còn gì không. Cái này là của tóc hay là của... Ok, nó là của cái này. Ở đây mình sẽ dùng cái brush mà mình bôi đen, mình bỏ bớt đi. À, những cái vùng linh tinh như vậy. Thì ok cái tóc này là kệ cha đó, lát nữa mình sẽ là quay lại và làm lại khu vực đó cho nó đẹp đẽ hơn. Ok ha. À, thì đó là chúng ta đã kéo thả vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ xử lý về cái màu sắc. Để coi màu sắc hay là cái gì đây. Ok, đó là xử lý về màu sắc trước đi. Rồi, ở đây cái mà mình hay sử dụng nhất đó là Hue Saturation. Các bạn để phím Alt+S và click vào giữa hai cái layer này. Đó, khi nó hiện ra cái icon này nè, click cái, nó sẽ vô. Ở đây thì chúng ta sẽ tăng giảm hue làm sao cho nó phù hợp với lại cái cảnh ở dưới. Ví dụ như là cái màu của cái hình người nó đang nó rực hơn. Đây mình sẽ giảm bớt đi một chút xíu thôi. Và mình sẽ cho nó tương đối xanh xanh lên tại vì lúc đầu đang là cam. À, đã hỏi tại sao đây lúc đầu đang là cam ha, đây lúc đầu đang là hơi đỏ đỏ. Đây mình sẽ thêm cái xanh vô thì nó sẽ tự động hai cái nó hòa trộn lại thì nó sẽ ra màu hơi trắng, nó sáng hồng hơn đó. Các bạn thể thấy là chúng ta mới thêm có một cái layer hue saturation khá khá rồi. Tiếp theo là sử dụng cái curve cũng tương tự như vậy, để phím Alt+S hoặc là bấm chuột phải nè, bấm chuột phải ha và chọn Create Clipping Mask thì nó cũng ra một cái kết quả tương tự. Ở đây chúng ta sẽ tăng sáng và giảm shadow vùng tối đi để cho nó có cái shadow cho nó tương đồng một chút xíu. Rồi, sơ sơ thôi. Ở đây thì mình sẽ chỉ cho nó luminosity thôi. Đó, khá ổn. Đó là mình đã làm xong ha. Đầu tiên mình phân tích lại cho nó kỹ hơn chút xíu về cái hue saturation. Mình sẽ
căn chỉnh lại về cái lightness, saturation và hue, đặc biệt là thằng hue. Tại vì những cái hình đa phần nó sẽ có những cái độ chênh lệch màu sắc khác nhau. Và cái màu mà chúng ta dễ bị ám nhất, một là màu xanh, hai là màu đỏ, màu cam cam đó. Nó như cái hình này, hình gốc này. Mình di chuyển lại hình gốc thì các bạn có thể thấy ở đây cái hình gốc thì nó hơi cam cam một chút xíu. Đây, chưa hẳn là hình gốc đâu. Mình sẽ chuyển lại hình gốc. Đây, chính xác là gốc thì nó sẽ hơi cam cam một chút xíu. Và cái màu cam này thì khi mà mình thêm cái màu xanh vô á, thì nó sẽ hồng hồng. Đó, và các bạn có nhớ cái color palette không? Color palette đó. Đó thì nó màu vàng với lại màu xanh. Thì hai thằng đối lập với nhau, cho nên là khi mình tăng thêm một chút xanh vào trong cái hình chúng ta. Ở đây các bạn thể thấy là mình đang tăng lên thì đưa cái con trỏ ra qua cái vùng màu xanh này thì nó sẽ hòa trộn lại và làm cho hình nó cân bằng cái màu trắng hơn. Đó, nó sẽ ổn hơn về cái màu sắc. Cái saturation là cái độ bão hòa màu, thì chúng ta tăng giảm cái độ bão hòa lên sao cho nó vừa thôi. Cái đó các bạn cảm nhận bằng mắt. Và cái cuối cùng, cái lightness, cái này mới là quan trọng. Tại vì các bạn cảm thấy xu thế là khi tăng sáng lên bằng cái này. Tuy nhiên là tăng cái này thì tăng ít thôi, đừng tăng quá 10 ha, đừng tăng quá 10. Tại vì nó tăng đồng loạt hết luôn, nó không có phân biệt shadow và highlight gì. Cho nên là nếu chỉnh sáng bằng lightness thì nó rất là fail, rất là dở đó. Cho nên là bởi vậy nên mình mới lập thêm ra một cái curve. Và cái curve này chính là cái curve để chúng ta tăng chỉnh ánh sáng. Như đây là cái vùng sáng này mình sẽ tăng lên chút xíu, vùng tối mình giảm đi chút xíu, và ra có một cái độ contrast khá là ổn ở đây. Có một cái lưu ý nhỏ nữa là về cái vùng ánh sáng ha. Ví dụ như là nguồn sáng trong hình, cái hình nền background này, hình nền background là từ phải sang trái, thì đây cũng tương tự như vậy. Cái hình stock thì mình cũng phải từ phải sang trái thì nó sẽ ổn hơn. Như cái hình này, hình stock này khá là ổn. Các bạn có thể thấy là phần bên này nó tương đối nó đậm đậm, cũng nhờ cái áo đó nó đen đen, cho nên là bỏ vô nhìn nó sẽ rất là ok ha. Rồi thì đó là còn một cái lưu ý nhỏ, tại sao mình để luminosity. Luminosity là chỉ để cho nó ảnh hưởng tới màu vùng sáng tối thôi, không ảnh hưởng tới màu sắc. Đây là mình chỉnh luminosity thì nó chỉ có chỉnh sáng thôi, không ảnh hưởng đến màu sắc. Ok ha. Thì đó là xong cái việc là chúng ta chỉnh màu lại. Tiếp theo các bạn có thể thấy một cái vấn đề to đùng ở đây, đó là cái chậu cây này. Thì cái cách làm đơn giản thôi, mình sẽ gom hết những cái thằng này vào trong một cái group, một cái group ha, group layer. Ok, đặt tên, khỏi đặt tên đó. Và cái group này mình tạo một cái layer mask cho cái group đó ha. Ở đây mình sẽ sử dụng cái brush màu đen và sử dụng cái cọ mềm nhất có thể, đó là hardness bằng 0%. Ta bắt đầu bôi vào cái phần các bạn đang thấy là mình đang bôi vào cái vùng group, cái group ha. Mình cứ bôi bừa thôi, cho nên là không cần phải quá quan tâm phải chính xác đâu. Sau khi xong rồi, bắt đầu chúng ta mới đảo cái màu lại đó. Đây, mình bấm phím X á, thì cái brush nó đang màu, hồi nãy là mình đang sử dụng màu đen ha. Mình bấm phím X, bấm phím X một cái là nó đảo màu lại mà sử dụng màu trắng. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu là click lại, trả lại cái vùng mà mình muốn cho chú rể hiện ra. Ôi mẹ, nghe hơi kinh kinh cho nó hiện ra. Ok, được rồi. Đó, các bạn thấy là nó cho cái kết quả gọi là khá ổn. Ok ha. Đây, mình sử dụng màu trắng, mình click nhẹ đây hai cái. Có thể là giảm opacity đi. Oh, fuck, cái gì vậy? Giảm opacity đi chút xíu. Oh, opacity giảm hơn nữa được không? Giảm hơn nữa. Bắt đầu bôi bôi những cái hộp này để cho nó cái độ hòa trộn nó gọi là nó mềm mượt hơn, mềm mại hơn. Đại khái thế. Rồi, ok. Thì có thể thấy, là nó khá là ổn rồi đấy. Có thể là mình bỏ bớt một số chi tiết cũng được, không có vấn đề gì, tại vì đằng nào nó cũng đã bị blur rồi. Rồi, cái vấn đề tiếp theo nữa, tạo bóng. Ở cái khu vực này thì chúng ta tạo bóng cũng không có gì gọi là quá khó khăn cả. Tuy nhiên là khi có thêm bóng thì nó sẽ ổn hơn. Ví dụ như ở đây, khu vực nào chúng ta có thể tạo thêm bóng, đó là cái cạnh này, cái cạnh bàn. Tại vì cô dâu đứng gần cạnh bàn mà, cho nên là mình sẽ tạo một cái layer ở nằm phía dưới phần cô dâu ha. Mình sẽ thêm một cái layer mới, click đây tạo layer mới này, và sử dụng cái brush màu đen này, sử dụng opacity nhẹ nhẹ thôi. Và đây chúng ta sẽ tạo cái vùng tròn vào cái bàn. Cái phần tạo này cũng chỉ để tạo tương đối thôi, cho nên là các bạn cũng không cần phải lo lắng quá cái việc là phải tạo cho chính xác đó. Đại khái là chúng ta có cái vùng mặt bàn như thế này. Bắt đầu là bôi vào cái phần mặt bàn này sao cho nó nhìn nhận đó, quẹt nhẹ khá thôi.
Đó, các bạn có thể thấy là đây đơn giản như vậy thôi, nhưng mà nó tạo cho chúng ta cái cảm giác khá là ổn về cái phần là shadow, tức là phần cô dâu đó. Càng bồi thêm mà càng xấu. Cực nhẹ thế ha, mình đang để opacity là 18%, tức là mình màu xám 18%, nó khá là nhẹ. Và sau khi xong rồi, nó khá là ổn rồi đó. Nhiệm ảnh đâu có khó lắm đâu đúng không? Rồi sau khi xong rồi các bạn sẽ dọn dẹp lại cái phần background này một chút xíu. Các bạn có thể thấy là nhìn đây có một cái chụp đèn phía trên này thì hơi kỳ. Ở đây mình sử dụng cái clone stamp và sample mình để là current layer thôi ở trên background. Để phím đây và bắt đầu lên. Các bạn có thể thấy là không bị lấy phần này tại vì mình đang là để là current layer và mình đang thiết lập mình đang là click cái clone đó, nó nằm trên layer này cho nên nó chỉ lấy mẫu ở layer này và chỉ tác động lên layer này thôi. À, tương tự như vậy các bạn có thể thấy cái vết gạch ở phía dưới này nó bị hỏng cho nên là chúng ta cũng sử dụng cái clone và chúng ta làm cho nó gọn gàng sạch đẹp lại chút xíu. Ok thế thôi. Rồi sau khi chúng ta thao tác xong các bạn thấy là rất là ổn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi tút này. Tút này chỉ đơn giản như thế thôi. Nhớ click đăng ký, click subscribe để ủng hộ mình ha. Mình đang là rất là muốn chạm tay vô cái nút play back của Google. Ok. Được rồi, cảm ơn các bạn theo dõi tút này. Hẹn gặp lại các bạn vào cái tutorial sau. Mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hpphotoshop.com. Bye bye.